tóc nè, xoa tóc nè. Xinh quá. Làm này đẹp nhá. Yeah. Duyên có tranh thủ thả thính như thí sinh này không kìa? Anh thấy rất là hợp với em đây. Anh, sao lại hợp với Duyên? Tại vì em đang bật tập trung để ngắm bạn ấy rồi. Trời ơi, em thích bạn này quá. Bạn này là bạn xuất sắc nhất từ trước đến giờ đó. 5 4 3 2 1 Xin cảm ơn Bùi Quỳnh Hoa. Và vừa rồi thì Hoa đã hoàn thành xong thử thách của mình. Và Hoa tự tin là Hoa cảm thấy là rất là vui khi mà mình đã xõa tóc ra và khác các bạn khác, mà mình đã hoàn thành rất là xuất sắc cái phần thi của mình. Lưu Phương Hà, Tống Tiểu Mỹ. Cảm ơn em. Bùi Quỳnh Hoa, bạn đã từng tham gia vào đợt giải cao trong nhiều cuộc thi Hoa hậu. Và lý do vì sao bạn lại chọn tham gia chương trình siêu mẫu năm nay và bạn không chọn thêm một cái cuộc thi Hoa hậu khác? Em muốn thi một cuộc thi siêu mẫu để bộc lộ khả năng của mình nhiều hơn. Gương mặt của bạn là một cái gương mặt rất là nhẹ nhàng, rất là dễ nhìn, nhưng mà sâu thẳm của con người bạn, bạn là một cái người rất là mạnh mẽ, rất là cá tính. Thì Duyên mong rằng là có thể truyền những cái đó cho bạn. Và cái bộ đồ này của bạn Duyên rất là thích. Nhưng mà Duyên chỉ muốn tiết chế một chút xíu là cái bông tai của mình hiện giờ nó đang hơi bị to. Và đôi bốt thì đừng nên chọn một đôi bốt lưới như thế này, quá nhiều chi tiết. Và Duyên mong rằng là bạn có thể hiểu được rằng là bản thân của mình muốn điều gì và chọn được một huấn luyện viên tốt cho mình. Chị nghĩ rằng là cá tính thì cả huấn luyện viên ở đây đều có cá tính. Và em có biết một điểm chung của ba chúng mình là gì không? Cả ba chúng ta đều là hoa hậu trước, sau đó mới chuyển hướng sang ngành thời trang. Nhưng sự khác nhau, nếu chị Duyên mất nhiều năm cho chuyện đó, chị chỉ mất 5 tháng để ngồi ở đây. Và chị sẽ giúp cho em trong thời gian ngắn nhất biến từ một cô hoa hậu trở thành một cái người đầy tính thời trang. Em ơi, dục tốc bất đạt. Chị dục tốc đâu có bất đạt em. Chị thích cái bông tai của em, chị thích cái đôi bốt của em. Mỗi người ta sẽ có cái quan điểm riêng về thời trang. Như chị Giang thì chị Giang sẽ thích những cái gì nó hơi lồng lộn một chút xíu. Duyên thì thích những cái gì nó tinh tế và nó đơn giản hơn. Không hề. Cái... Đâu có đâu, chị bảo là chị còn, thích cả những cái sự ngây ngô còn... đấy. Thật ra anh rất thích đôi khuyên tai này. Nếu mà em đeo đôi khuyên tai này thì em sẽ nên thay thắt lưng. Mình sẽ dùng một cái thắt lưng mặt trơn. Ý em là nó đang bị quá là nhiều chi tiết ý. Thì hiện tại nó đang bị nhiều chi tiết ở khuyên tai và thắt lưng thôi. Nhưng mà anh thấy là vẫn ổn. Đối với anh, khi mà em đã mặc hở vai như thế này thì anh lại thích em nó đơn giản ở phần này hơn, để anh thấy được toàn bộ cái đường nét khuôn mặt của em nó sẽ đẹp hơn. Cái đó là trong cái quan điểm của anh. Em ạ, nếu như hoa hậu mặc cái gì cũng đẹp thì sẽ là hoa hậu đúng không? Nhưng đã là siêu mẫu, mặc phải gây tranh cãi. Và điều cuối cùng, chị thích đôi bông tai đấy. Kết quả cuối cùng là chị Hương Giang ạ. Yeah. Phần nước đi nhờ. Còn nước luôn nhờ. Ướt luôn đi nào. Em gửi đến ngôi tranh giành giỏi đây nè. Đẹp lắm anh ơi. Em thích bạn này.
tranh cãi rồi đấy ạ. Chắc chắn rồi. Thôi chị mời Duyên trước vậy. Dạ, em cảm ơn chị. Thành Vân, Duyên nghĩ rằng là Duyên với Vân chúng mình có duyên với nhau. 4 năm trước thì hai đứa mình cùng thi một cuộc thi và 4 năm sau là chúng mình gặp nhau ở Siêu Mẫu Việt Nam 2018. Duyên có biết là Vân là Miss Áo Dài. Cái sự thay đổi về diện mạo của Vân, Duyên nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong đấy. Duyên rất là mong rằng chúng mình có thể gắn bó với nhau như 4 năm trước. Khánh Vân, 4 năm trước cái duyên như thế nào mà kỳ duyên đăng quang, em lại không đăng quang. 4 năm sau gặp lại em vẫn là thí sinh, kỳ duyên lại là ban giám khảo. Nếu mà cái duyên như thế thì thực sự chị cũng không muốn gặp lại Duyên. Nếu như thực sự cái phong cách ngày hôm nay của em trùng với kỳ duyên, nhưng tại sao kỳ duyên hôm nay lại không mặc như em, mà người mặc giống em và để tóc giống em ngày hôm nay là chị. Đúng chị không? Nhìn trên người Vân có hột cườm nào không? Không cần hột cườm em ạ. Cái phong cách vest đấy chị đã làm từ cái set đầu tiên đến set này. Và cái điều mà chị cảm thấy thích nhất ở em ấy, đó là từ một Miss Áo Dài, thông tin chị vừa mới có được từ huấn luyện viên Kỳ Duyên, mà hôm nay em trở thành một người như thế này, đấy không phải là một điều dễ dàng. Và lột xác như thế nào, chị là người hiểu rõ nhất. Nhìn chị có hiền không? Rất là hiền đúng không? Nhưng mà chị đầy tham vọng, và chị sẽ giúp cho em biến cái tham vọng đó thành hiện thực nếu như em về với đội của chị. Duyên chỉ nói một câu thôi là như thế này Vân này. Một cái người ấy mà có thể đồng hành với mình đi một đoạn đường rất là dài phải là một cái người thực sự là hiểu mình và thực sự là theo dõi mình, chứ không phải là một cái người mà nghe thông tin của mình từ người khác. Khi lần đầu chị nhìn thấy em, chị cảm thấy có một sự đồng cảm ở đấy. Và điều thứ hai nữa, chị có một cái giác quan, đó là cái giác quan thứ 6. Từ lúc 6 tuổi chị đã biết mình sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Và từ khi chị đặt chân sang Thái Lan, chị đã linh cảm chị là hoa hậu. Và khi chị nhìn em, chị biết chắc chắn em sẽ làm nên chuyện với chương trình này nếu như em thuộc về team Hương Giang. Anh nghĩ đến những cái gì đã gắn bó với chúng ta, khoảng thời gian rất là dài. Thoát ra, thoát cái đấy ra em ạ, tìm đến những cái mới. Nghe anh à, Vân nghe anh nè, à, anh nói trung gian thôi là như thế này nè. Anh nhìn em từ cái vòng thi trước á, rồi tới cái vòng thi này, thì thật sự em là một trong những thí sinh rất là tiềm năng. Anh cảm giác được thật sự là Giang sẽ hiểu em hơn. Tại sao lại nói thế? Ở cảm giác của người ta mà Vân. Không, cảm giác cái gì nó cũng phải có lý do của nó. Anh hãy cho em một lời giải thích. Thấu tình đạt lý đi anh. Cảm giác Kỳ Duyên bức xúc là từ vòng trước rồi. Và dù chị Tiến đã nói là Kỳ Duyên thiếu một cái màu nào đó, đến bây giờ thì lại bảo là hợp với cả Hương Giang hơn, thì chắc chắn là Kỳ Duyên bức xúc rồi. Dạ em cảm ơn chị, cảm ơn Kỳ Duyên, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Em có thể xin phép được ôm Kỳ Duyên một cái được không? Ôi giời ơi, ôm 10 cái cũng được ra đây nè. Cái này phải là cái ôm gắn kết nhá, đừng là cái ôm chia tay nhá. Khóc thật luôn á. I miss you. Tôi rất là hiểu cảm xúc của bạn bây giờ, nhưng mà bạn buộc phải đưa ra sự lựa chọn của mình thôi. Và sự lựa chọn đó là em và Kỳ Duyên là cũng đã gắn bó với nhau trong từ một cuộc thi, đã dành cho nhau những cái tình cảm mà chắc là chỉ có em và Kỳ Duyên có thể hiểu được. Em đã kiềm chế rất là nhiều, nhưng mà em vẫn không có thể kiềm chế được và em mới rơi nước mắt. Nhưng mà ngày hôm nay thì em xin về đội. Chị Hương Giang. Đẹp rất là lăn xả, thử thách các dáng khác nhau. Đến với cuộc thi này, Thu Hiền muốn khẳng định mình lại một lần nữa với khán giả, không còn là Thu Hiền hiền lành như ngày nào nữa. Ngày hôm nay em đã sử dụng hết tất cả những gì mà mình có để có thể gây một cái ấn tượng mạnh đến với khán giả cũng như là ban giám khảo.
cực kỳ là quý em. Nhưng mà vấn đề đây là chị chỉ băn khoăn là em có cố làm cái gì ra thì chị vẫn nhìn thấy anh là một người vô cùng lành. Cái đấy nó là cái bản chất của em rồi. Chị không biết rằng là chị có đủ sức để đánh bại cái bản năng của em hay không. Và Huyền kêu quắc từ đó ra chỗ chị. Ok, giờ chị sẽ trao cho em một cơ hội này. Cảm ơn chị. Huyền nghĩ rằng là nhờ cái sự cố gắng và nỗ lực mỗi ngày như thế này mà chị Hương Giang đã quyết định trao cho Huyền một cơ hội cuối cùng để về team của chị Hương Giang. Và xin được gửi lời cảm ơn đến chị Hương Giang và Huyền hứa sẽ bứt phá mạnh hơn nữa trong những phần thi phía trước. Chiêu đấy không hiệu quả đâu em ạ. Cứ bạn nào kéo cuộn là anh Hoàng Cù đánh trượt ngay à?